Cuộc sống của chúng ta có rất nhiều điều thú vị. Giống như ngày hôm nay, Hồng Thảo trong một ngày đẹp trời, trời nắng và mùa xuân như thế này, và chạy chiếc xe đạp của mình đến để đi chợ mua những món mà gia đình mình thích thì cũng là một điều rất là đáng yêu và đáng trân quý trong cuộc sống của mình. Hồng Thảo kính mong quý vị theo dõi chương trình Đời Sống Đáng Yêu của Hồng Thảo nhé. Xin kính chào.